chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại phần bình luận sau ván đấu giữa danh thủ Lưu Điện Trung và Nguyễn Vũ Quân. Đây là ván đấu được diễn ra tại giải cờ tướng vô địch thế giới lần thứ 9 năm 2005 được tổ chức tại Paris, Pháp từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2005. Sau khi kết thúc giải đấu này, danh thủ Nguyễn Vũ Quân đã giành huy chương đồng và là người đầu tiên không phải gốc Hoa giành được huy chương tại giải cờ tướng thế giới. Và cũng sau giải đấu này thì anh Quân đã là người được công nhận danh hiệu đặc cấp quốc tế đại sư, danh hiệu cao quý nhất trong môn thể thao trí tuệ là cờ tướng, tương đương với danh hiệu là các đại kiện tướng trong cờ vua. Trong giải đấu này thì với 11 vòng thì danh thủ Nguyễn Vũ Quân đã có 7 thắng, 2 hòa và 2 thua. Trong hai ván thua này thì thua trước hai danh thủ của Trung Quốc, đó là Lưu Điện Trung và Lã Khâm. Và trong video này chúng ta đang xem lại diễn biến ván đấu giữa hai danh thủ Lưu Điện Trung và Nguyễn Vũ Quân. Trong ván đấu này, danh thủ Lưu Điện Trung của Trung Quốc là người cầm quân đỏ quyền đi trước và danh thủ Nguyễn Vũ Quân là người cầm quân đen đi sau. Ván đấu được diễn ra vào ngày 3 tháng 8 năm 2005. Bước vào ván đấu thì danh thủ Lưu Điện Trung đã mở đợt tấn công trực tiếp tại trung lộ với nước pháo 2 bình 5. Và anh Quân đối lại bằng nước mã 8 tấn 7. Từ đây thì Lưu đi lên mã 2 tấn 3. Và anh Quân đấm tốt 7 tấn 1. Lưu ra xe 1 bình 2. Và anh Quân ra xe 9 bình 8. Từ đây thì Lưu đưa xe quá hà với nước xe 2 tấn 6. Và anh Quân lên mã 2 tấn 3. Lưu cũng này đấn thất bình với nước tốt 7 tấn 1. Tới đây thì hai bên đã hình thành cái trận là trung pháo quá hà xa đối bình phong mã. Và đến đây thì danh thủ Nguyễn Vũ Quân đã lựa chọn phương án là bình pháo 10 đổi xe. Đây là một trong những cái phương án phổ biến mà bên bình phong mã thường sử dụng để đối lại với khai cuộc pháo đầu của bên đi tiên. Trong hình cờ này thì danh thủ Lưu Điện Trung không chấp nhận đổi xe mà đi xe 2 bình 3 đè mã. Anh Quân mới đi pháo 9 thoái 1 để tiếp theo có thể pháo 9 bình 7 đổi xe. Tới đây thì bên đỏ đi mã 8 tấn 7. Và anh Quân cũng lên xe 4 tấn 5 củng cố trung lộ, đồng thời là chờ đợi diễn biến tiếp theo. Đến đây thì danh thủ Lưu Điện Trung đã tiếp tục lựa chọn phương án tấn công chắc chắn, đó là pháo 8 bình 9, bình pháo ra biên, hình thành cái trận là ngũ kiểu pháo đối với khai cuộc bình phong mã. Đây cũng là một trong những cái hướng đánh rất phổ biến mà các danh thủ thường được sử dụng ở các giải đấu đỉnh cao. Tới đây thì anh Quân ra xe 1 bình 2 và Lưu cũng ra xe 9 bình 8. Tới đây thì hai bên cũng đã cơ bản triển khai hết các quân ở cả hai cánh. Bên đỏ với thế công là cánh phải gồm có xe và cánh trái thì gồm có xe pháo mã, ở trung lộ thì có pháo đầu. Bên đỏ đang hình thành ra thế tấn công ở cánh phải, cánh trái và trung lộ. Tới đây thì đến lượt bên đen đi. Và anh Quân đã pháo 9 bình 7 đuổi xe. Tới đây thì bên đỏ buộc phải xe 3 bình 4. Lúc này anh Quân với mã 8 tấn 7 đưa mã lên hà để mở đợt tấn công phản kích trực tiếp vào lộ 3 của bên đỏ. Đây cũng là một trong những cái lối đánh phản công cực kỳ hiệu quả của bên bình phong mã khi đối lại với khai cuộc pháo đầu và ngũ kiểu pháo của bên đỏ. Tới đây thì danh thủ Lưu Điện Trung đã lựa chọn biến là xe 4 tấn 2. Ngoài ra trong cái hình cờ này thì bên đỏ cũng thường có cái sự lựa chọn phổ biến, đó là phương án pháo 5 tấn 4, dùng pháo để tiêu diệt tốt đầu. Thì sau đó thì bên đen sẽ dùng mã ăn pháo và bên đỏ cũng sẽ dùng xe để ăn đẻ mã, hai bên đổi quân. Tuy nhiên là bên đỏ lời hơn tốt đầu. Cùng quay trở lại diễn biến thực tế của ván đấu. Thì sau khi danh thủ Lưu Điện Trung lựa chọn cái biến xe 4 tấn 2 thì anh Quân đã ngay lập tức dùng pháo 7 tấn 5 ăn thêm tốt, đồng thời là đe dọa trực tiếp vào cái lộ 3 con tượng đáy của bên đỏ. Đến đây thì bên đỏ buộc phải chạy tượng với nước tượng 3 tấn 1. Và lúc này anh Quân mới đi pháo 2 tấn 4, đưa thêm một con pháo nữa sang để tạo sự liên kết của song pháo, đồng thời là hạn chế cái tầm hoạt động của con xe lộ 8 của bên đỏ. Và bên đỏ đi tốt 5 tấn 1, phá vỡ sự liên kết của song pháo, đồng thời là đe dọa nước xe 4 thoái 5 có thể đuổi bắt song pháo của bên đen. Tới đây thì anh Quân đi pháo 7 bình 3, vừa công vừa thủ, không cho bên đỏ có thể thoái xe về đuổi pháo, đồng thời
cản đường con mã ở lỗ 7 của bên đỏ, không thể tấn công, không thể nhảy lên hà. Từ đây thì bên đỏ mới đi pháo 9 tấn 4. Sau bình luận ván đấu này thì danh thủ Điện Trung có nói rằng là trong giai đoạn khai cuộc và đến nước cờ này thì danh thủ Điện Trung thấy là danh thủ Nguyễn Vũ Quân của Việt Nam đi rất nhanh. Và ông ta có suy tính là đây là một trong những cái biến hóa mà có thể là danh thủ Nguyễn Vũ Quân đã có nghiên cứu ở nhà sẵn rồi. Do đó ông ta đã lựa chọn một cái biến lạ, một cái biến rất ít sử dụng, đó là pháo 9 tấn 4. Ngoài ra trong cái các ván đấu thực chiến thì tới đây thì đa số các danh thủ thường lựa chọn phương án là mã 3 tấn 4, đưa mã lên để tấn công. Chúng ta cùng quay trở lại diễn biến thực tế của ván đấu. Sau khi mà bên đỏ dùng pháo ăn tốt biên thì anh Quân đã đi nước tốt 3 tấn 1. Đây cũng là một nước cờ hoàn toàn là chính xác của bên đen. Nếu bên đen mà sai lầm lựa chọn phương án là mã 3 tấn 1 để ăn pháo thì ngay lập tức bên đỏ sẽ dùng pháo 5 tấn 4 ăn tốt đầu, đồng thời ăn lại mã. Như vậy thì trong cái hình cờ này thì bên đỏ rõ ràng là đã chiếm ưu thế hơn, với việc là hơn cái vị tốt 5 và vị tốt lộ 9 đang rất là thông thoáng, có thể sẵn sàng đẩy lên để tấn công, có thể giành ưu thế về tàn cuộc. Chúng ta cùng quay trở lại diễn biến thực tế của ván đấu. Thì tới đây thì sau khi mà bên đen đi tốt 3 tấn 1 thì bên đỏ đã đi pháo 9 tấn 3, đưa pháo xuống, đồng thời là đang đe dọa là dùng xe 8 tấn 3 ăn pháo của bên đen. Tới đây thì anh Quân lựa chọn phương án là xe 2 bình 1. Ngoài ra chúng ta cũng có thể xem xét tham khảo thêm cái biến, đó là mã 8 tấn 7. Thì bên đỏ sẽ diễn biến như sau. Bên đỏ sẽ dùng xe ăn pháo xe 8 tấn 3. Và hôm nay bên đen pháo 3 tấn 3 ăn tượng. Và bên đỏ đi sĩ 6 tấn 5. Bên đen lúc này mã 7 tấn 5. Và bên đỏ sẽ dùng xe để ăn xe của bên đen. Lúc này thì bên đen với mã 5 tấn 3 chiếu, buộc bên đỏ phải tướng 5 bình 6. Và bên đen mã 3 thoái 2. Thì chúng ta có thể thấy là sau khi mà tới cái hình cờ này thì rõ ràng là cái hệ thống phòng thủ của bên đen vẫn còn rất là tốt. Và bên đen cũng đang có thế công với pháo mã ở bên cánh phải. Đồng thời là con pháo ở lộ 3 của bên đen cũng đang đe dọa trực tiếp con mã ở lộ 7 của bên đỏ. Chúng ta cùng quay trở lại diễn biến thực tế của ván đấu. Sau khi mà danh thủ Nguyễn Vũ Quân đã đi xe 2 bình 1 ăn pháo thì hai bên chấp nhận đổi quân. Bên đỏ cũng đã dùng xe để ăn lại pháo của bên đen và chấp nhận hy sinh con tượng ở lỗ 7. Từ đây thì anh Quân cũng đi pháo 3 tấn 3 để ăn tượng chiều tướng. Và từ đây thì bên danh thủ Lưu Điện Trung cũng lên sĩ 6 tấn 5. Và anh Quân thoái pháo 3 thoái 4 ăn tốt. Tới đây trong cái hình cờ này thì bên đen nên lựa chọn phương án đó là tốt 3 tấn 1. Cũng đây cũng là một cái hướng đánh mà có thể là tranh thủ đưa được một nước tốt sang sông, kiềm chế luôn cái con mã ở lộ 7 của bên đỏ. Sau khi bên đen dùng pháo ăn tốt thì bên đỏ mới nhảy mã 7 tấn 5. Tới đây thì anh Quân đã đi xe 1 tấn 3 để bảo vệ tốt đầu. Trong cái diễn biến này thì chúng ta cũng có thể xem xét cái biến hóa, đó là dùng mã 8 tấn 9 ăn tốt biên. Thì tới đây thì bên đỏ có thể xử lý theo hai cái tình huống, đó là dùng mã để ăn mã của bên đen với nước mã 3 tấn 1, và bên đen sẽ đưa xe lên để kiềm chế và bắt tại quân. Chúng ta cùng xem xét một vài cái tình huống. Sau khi mà bên đỏ pháo 5 bình 3 để đe dọa đánh tượng đáy thì bên đen sẽ lên tượng 7 tấn 9.
Và tới đây thì bên đỏ sẽ thoái xe về để có thể là bình sang lộ 7 ăn thêm một tốt và đe dọa bắt đôi quân. Tới đây thì bên đen đơn giản là lên tượng để củng cố lực lượng. Tới đây thì chúng ta có thể thấy là bên đen trong cái tình thế là hệ thống phòng thủ cũng rất là chắc chắn và hệ thống quân cũng rất là liên hoàn. Chúng ta cùng quay trở lại diễn biến thực tế của ván đấu. Sau khi mà danh thủ Nguyễn Vũ Quân đi xe 1 tấn 3 để bảo vệ tốt đầu thì lúc này bên đỏ đi tốt 5 tấn 1 và bên đen cũng đi tốt 5 tấn 1 ăn lại quân. Tới đây thì bên đỏ pháo 5 tấn 3 tiêu diệt tốt đầu đồng thời là chiêu tướng. Tới đây thì bên đen anh Quân đã đi tượng 3 tấn 5. Trong cái tình huống này nếu mà bên đen sai lầm mà lựa chọn phương án là xe 1 bình 5 thì sẽ diễn biến như sau. Sau khi bên đen mà lựa chọn phương án xe 1 bình 5 thì bên đỏ sẽ dùng pháo để ăn qua con mã của bên đen. Tới đây thì bên đen buộc phải ăn lại. Bên đỏ sẽ có nước mã 3 tấn 4 để bắt đôi. Như vậy thì trong cái tình huống này thì bên đen rõ ràng là rất là kém thế và khả năng thua cờ rất là cao. Quay trở lại diễn biến thực tế của ván đấu, sau khi mà bên anh Quân đi tượng 3 tấn 5 thì lúc này bên đỏ mới mã 5 tấn 7 ăn pháo chấp nhận đổi quân. Và bên đen đi tốt 3 tấn 1 ăn lại mã. Tới đây thì bên đỏ tiếp tục đưa mã lên tấn công với được mã 3 tấn 4. Tới đây thì anh Quân đi xe 8 tấn 3. Sau ván đấu thì danh thủ Lưu Điện Trung có bình luận sau ván đấu và cũng nói ra đó là sau khi mà bên đen đi nước xe 8 tấn 3, đây là một nước cờ sai lầm của bên đen. Trong nước cờ này có lẽ là bên đen đã có sự tính toán đó là một đòn bỏ trước lấy sau. Chúng ta cùng có thể xem xét một vài những cái đường hướng mà bên đen có thể suy tính. Đó là sau khi bên đen mà dùng xe 8 tấn 3 thì suy tính là bên đỏ sẽ pháo 5 bình 2 thì bên đen sẽ có nước là tốt 7 tấn 1 bắt đôi quân. Hoặc tới đây bên đỏ mà có đi mã 4 tấn 2 thì bên đen sẽ có đòn xe 1 bình 5 đuổi bắt pháo. Và bên đỏ buộc phải chạy pháo và bên đen xe 5 tấn 1 để bắt lại quân. Chúng ta cùng quay trở lại diễn biến thực tế của ván đấu. Sau khi mà bên đen anh Quân đã đi xe 8 tấn 3 thì bên đỏ cũng đã ngay lập tức dùng mã để chém mã của đối phương. Và anh Quân cũng đi xe 1 bình 5. Tới đây thì danh thủ Lưu Điện Trung đã đi pháo 5 bình 9 để có thể tiếp theo có thể là pháo 9 tấn 4 để phối hợp với xe pháo để tấn công. Tới đây thì anh Quân cũng đi xe 5 tấn 1 và danh thủ Lưu Điện Trung pháo 9 tấn 4. Tới đây thì anh Quân đã đi mã 3 tấn 2. Tuy nhiên trong cái hình cờ này chúng ta có thể xem xét cái biến hóa. Đó là bên đen có thể mời đổi xe với nước xe 5 bình 2. Thì tới đây thì chúng ta có thể xem xét thêm một vài cái diễn biến. Đó là bên đỏ cũng xe 8 tấn 2 để ăn lại xe. Và bên đen mã 3 tấn 2 ăn lại xe. Tới đây thì chúng ta có thể thấy là bên đỏ đang có hai hướng. Một là xe 4 thoái 3. Thì bên đen sẽ mã 2 thoái 3 tiếp tục thu mã về để phòng thủ. Và bên đỏ sẽ xe 4 thoái 1. Tới đây mà bên đỏ dùng xe chém tốt với nước xe 4 bình 7 thì bên đen cũng sẽ ăn lại pháo. Bên đỏ man mã thì tới đây thì bên đen sẽ dùng xe chém tốt. Tới đây thì ra một cái hình cờ rất dễ hòa. Tới đây thì buộc bên đỏ phải chạy mã và bên đen xe 8 thoái 1 bắt tốt. Tới đây trong cái hình cờ này thì chúng ta có thể thấy là hai bên sẽ xảy ra một cái hình cờ hòa.
chúng ta cùng quay trở lại. Chúng ta cùng xem xét thêm một cái diễn biến nữa. Một cái biến đó là bên đỏ lúc này không thoái xe mà là chạy mã. Với nước là mã 2 thoái 3. Tới đây thì bên đen sẽ xe 8 bình 1 đuổi pháo. Buộc pháo đỏ phải chạy. Đỏ sẽ pháo 9 bình 8. Và bên đen lúc này dùng xe chém tốt. Bên đỏ tiếp tục phải chạy mã. Và bên đen sẽ mã 2 tấn 3. Tới đây mà bên đỏ không đổi quân thì bên đen sẽ có thế công của xe mã tốt ở bên cánh trái của bên đỏ, cũng sẽ là rất nguy hiểm. Sau khi mà hai bên mà đổi quân như thế này thì hình cờ xảy ra, cái hình cờ cũng rất là dễ hòa hoãn. Trong cái thế cờ mà bên đen còn sĩ tượng bền và cũng rất là nhiều tốt. Và trong một cái tình huống là bên đen đang có thể bắt lại được một quân tốt hoặc là đổi được một quân tốt đối với bên đỏ thì cũng sẽ xảy ra cái hình cờ hòa. Chúng ta cùng quay trở lại diễn biến thực tế của ván đấu. Sau khi mà danh thủ Nguyễn Vũ Quân đi mã 3 tấn 2 thì tới đây thì danh thủ Lưu Đoạn Trung đã thoái xe về để với mục đích là dùng xe bình sang bên cánh trái để phối hợp với xe pháo của bên cánh trái tiếp tục mở rộng thế công để tấn công vào cánh phải của bên đen. Tới đây thì anh Quân đã lựa chọn cái phương án là ăn mã, là xe 8 tấn 1 ăn mã. Và bên đỏ dùng xe ăn tốt của bên đen với nước xe 4 bình 7. Tới đây thì anh Quân đã đi nước sĩ 5 tấn 6. Đây thực sự là một nước cờ sai lầm và dẫn đến thua cuộc rất nhanh dành cho bên đen. Tới đây thì danh thủ Lưu Đoạn Trung xe 7 tấn 5 chiều tướng, và tới đây thì bên đen buộc phải lên tướng. Và sau khi bên đỏ dùng xe 7 bình 4 ăn sĩ thì tới đây thì danh thủ Nguyễn Vũ Quân đã buông cờ nhận thua. Chúng ta cùng quay trở lại diễn biến trước đó của ván đấu để cùng phân tích thêm một vài những cái hướng mà bên đen đã lựa chọn. Trong hình cờ này, một nước cờ sai lầm mà chúng ta có thể thấy nó là bên đen đi sĩ 5 tấn 6. Thì chúng ta có thể có một cái đề xuất khác. Chúng ta cùng xem xét, đó là nước cờ tốt 7 tấn 1. Thì chúng ta có thể xem xét. Tới đây thì bên đỏ vẫn dùng xe 7 tấn 5 để chiêu tướng. Và bên đen sẽ đi sĩ 5 thoái 4. Và bên đỏ xe 7 thoái 8. Sau khi mà bên đỏ dùng xe để mà thoát khỏi cái chân tượng ở lộ 3 của bên đen, bên đỏ đi xe 7 thoái 8 với mục đích là bảo vệ con sĩ tâm. Bởi vì sau khi mà rút lại chiêu tướng thì bên đen sẽ có nước đó là tượng 5 thoái 3, đang có một đòn gọi là đòn xuyên tâm cục với nước xe ở trung lộ đánh trực tiếp vào sĩ và dùng xe ở lộ 8 đâm xuống đáy để chiếu tướng hết cờ. Nếu trong hình cờ này mà bên đỏ sai lầm dùng xe 7 tấn 8 để ăn tượng thì ngay lập tức thì bên đen sẽ có đòn xuyên tâm cục với nước xe 5 tấn 4 ăn sĩ ở trung cung, và tới đây thì bên đen sẽ giành chiến thắng về nước xe 8 tấn 5 chiếu bí. Trong cái hình này thì bên đỏ sẽ lựa chọn cái phương án tốt hơn, đó là dùng tượng để chém tốt, dùng tượng 1 tấn 3 để ăn con tốt. Thì tới đây thì bên đen sẽ bình xe 5 bình 3 ra để mới đấu. Sau khi mà hai bên đấu quân đi như thế này thì bên đen rõ ràng là trong cái tình thế này thì bên đen cũng vẫn có thể chơi được, vẫn có thể phòng thủ được trước bên đỏ. Bên đỏ tuy là ưu hơn một tốt nhưng thực sự là cũng chưa thể gây được cái gì nguy hiểm đối với bên đen. Quay trở lại một cái diễn biến khác trước đó của ván đấu thì từ đây mà bên đen không lựa chọn cái hướng đó là xe 8 tấn 1 để ăn mã, mà chọn một cái biến khác đó là xe 8 bình 1 để đuổi pháo. Thì đây cũng là một trong những cái hướng mà bên đen có thể là tạo ra được cái hệ thống phòng thủ tốt hơn so với việc là xe 8 tấn 1 ăn con mã ở lộ 2 của bên đỏ. Sau khi ở bên đen đi xe 8 bình 1 đuổi pháo thì tới đây thì đỏ sẽ phải chạy pháo và nước pháo 9 bình 8. Và bên đen tiếp tục đưa tốt xuống để tấn công với nước tốt 3 tấn 1. Và bên đỏ sẽ thoái xe về xe 8 thoái 3. Tới đây thì bên đen với
đoạt thêm một con tốt biên, đồng thời là mở đường cho mã sang để tấn công với nước mã 2 tấn 1. Trong cái hình cờ này thì chúng ta cũng có thể thấy là rõ ràng là bên đỏ hơn một quân, nhưng mà trong cái tình thế là bên đen cũng có thế công của xe mã và tốt ở bên cánh trái của bên đỏ, đồng thời có con xe chiếm một trung lộ rất khỏe, thì tới đây thì bên đen hoàn toàn có thể đi tiếp là mã 1 tấn 3 xuống để tấn công, hoặc là nhảy mã 1 tấn 2 xuống để tấn công. Trong cái tình huống là bên đen lao mã xuống, nhưng mà bên đỏ cũng không thể dùng xe 8 tấn 1 để ăn mã, bởi vì bên đen đang có cái hướng tấn công của con xe ở lộ 1, có thể đâm đáy chiếu bí. Trên đây là một vài những cái phân tích về diễn biến và các biến hóa lựa chọn trong cái ván đấu của hai danh thủ Lưu Huyện Trung và Nguyễn Vũ Quân. Đây là một ván đấu cũng rất hay của danh thủ Lưu Huyện Trung khi mà đưa ra một cái phương án gọi là đòn tâm lý. Sau khi mà thấy anh Quân đi những cái nước cờ rất nhanh và có vẻ rất là thành thạo, thì bên đỏ đã lựa chọn một cái phương án ít gặp, đó là pháo 9 tấn 4. Thì sau khi mà bên đỏ lựa chọn phương án này thì bên đen cũng đã gặp phải những cái nước đi gọi là lung túng và dẫn tới sai lầm và đã bị thua nhanh chóng trong một cái ván cờ. Video bình luận ván đấu đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video bình luận ván đấu. Trong những cái video tiếp theo thì tôi sẽ tìm và sẽ phân tích thêm một số những cái diễn biến tiếp theo và cái diễn biến khác về cái thế trận ngũ kiểu pháo đối với bình phong mã, để các bạn có thể tham khảo thêm về những cái biến hóa mới và những cái biến hóa mà thường gặp trong các trận đấu thực chiến của các danh thủ.